Chúng ta được cho đồ thị y bằng 2 mũ x được hiển thị bên dưới, vì vậy đây là đồ thị, đó là một hàm số mũ. Cái nào sau đây là đồ thị của y bằng âm 1 nhân 2 mũ x cộng 3 cộng 4? Họ cho ta 4 sự lựa chọn ở đây. Trước khi xem xét kỹ những lựa chọn đó, ta hãy nghĩ xem điều này sẽ như thế nào nếu nó được biến đổi thành như vậy. Bạn có thể nhận thấy rằng những gì ta có ở đây, cái mà ta muốn tìm thấy trên đồ thị là một biến đổi của đồ thị ban đầu này. Làm thế nào để ta biến đổi nó? Chúng ta đã thay x với x cộng 3, sau đó ta nhân nó với âm 1, và rồi ta cộng 4. Hãy làm từng bước một. Đây là y bằng 2 mũ x. Điều mình muốn làm tiếp là vẽ đồ thị y bằng 2 mũ x cộng 3. Nếu bạn thay x bằng x cộng 3 thì bạn sẽ tịnh tiến đồ thị sang trái 3 đơn vị. Điều đó có thể hơi phản bên mặt hình ảnh một chút, nhưng khi ta thực sự nghĩ về một số điểm, hy vọng nó sẽ dễ hiểu ở đây. Ví dụ trong đồ thị ban đầu của chúng ta, khi x bằng 0, y sẽ bằng 1. X bằng 0, y bằng 1. Làm cách nào để lấy y bằng 1 cho đồ thị mới của chúng ta? Cho điều này ngay tại đây. Để nhận y bằng 1 ở đây, số mũ này vẫn phải bằng 0, vì vậy điều đó sẽ xảy ra tại x bằng âm 3. Điều đó sẽ xảy ra tại x bằng âm 3, y bằng 1. Lưu ý, chúng ta đã tịnh tiến sang trái 3 đơn vị. Tương tự như vậy, trong đồ thị ban đầu của ta, khi x bằng 2, y bằng 4. Làm thế nào để ta được y bằng 4 ở điều này ngay tại đây? Để y bằng 4, số mũ này ở đây cần phải bằng 2, và vì vậy để số mũ này bằng 2. Vì 2 mũ 2 là 4, vì số mũ này bằng 2, x sẽ bằng âm 1. Khi x bằng âm 1, y bằng 4. Khi x bằng âm 1, y bằng 4. Chú ý ta đã tịnh tiến đồ thị sang trái 3 đơn vị. Vì vậy, thứ này không phải là đồ thị cuối cùng mà chúng ta đang tìm kiếm, mà sẽ trông giống như vậy. Đã tịnh tiến y bằng 2 mũ x tịnh tiến sang trái 3 đơn vị. Bây giờ ta hãy tìm đồ thị của... Bây giờ hãy nhân biểu thức này với âm 1. Lưu ý rằng chúng ta đang dần xây dựng mục tiêu của ta. Bây giờ hãy tìm ra đồ thị y bằng âm 1 nhân 2 mũ x cộng 3. Ở đây khi y bằng 2 mũ x cộng 3, nếu ta nhân số đó với âm 1, bất kể y nào ta có, chúng ta sẽ có số âm của số đó. Thay vì khi x bằng âm 3, ta có một số dương, khi x bằng âm 3, bạn sẽ có một số âm. Chúng ta đã có nhân với âm 1. Khi x bằng âm 1, thay vì có 4, bạn sẽ có âm 4. Đồ thị của chúng ta sẽ được lật lại. Nó sẽ được lật qua trục x. Nó sẽ trông giống như thế này. Đây không phải là một bản vẽ hoàn hảo, nhưng nó sẽ cho ta cảm nhận về mọi thứ và ta có thể xem đồ thị nào trong số này phù hợp với đồ thị đó. Cuối cùng ta muốn cộng 4 vào đó. Chúng ta muốn tìm ra đồ thị y bằng âm 1 nhân 2 mũ x cộng 3 cộng 4. Chúng ta muốn lấy những gì ta vừa có và tịnh tiến nó lên 4. Thay vì đây là âm 1 ngay tại đây, nó sẽ là âm 1 cộng 4 là bằng 3. Thay vì đây là âm 4, âm 4 cộng với 4 sẽ bằng 0. Thay vì tìm cận ngang của ta ở y bằng 0, tìm cận ngang của ta sẽ ở y bằng 4. Nó sẽ giống như để mình vẽ. Mình có thể vẽ đẹp hơn thế. Đường tìm cận ngang của ta sẽ ở ngay đó. Vì vậy đồ thị của ta sẽ trông giống như thế này. Chúng ta vừa tịnh tiến đồ thị màu đỏ lên 4 đơn vị. Tịnh tiến lên 4 đơn vị. Ta có một đường tìm cận ngang tại y bằng 4. Hãy xem những lựa chọn nào phù hợp với điều đó. Lựa chọn A bên phải ở đây có tìm cận ngang tại y bằng 4, nhưng nó bị tịnh tiến theo phương ngang nên không thích hợp. Trên thực tế có vẻ như nó đã không được tịnh tiến sang trái. Chúng ta có thể loại trừ điều này. Hãy loại trừ cái này. Cái này đằng này. Cái này tới gần tiệm cận của ta khi x tăng lên. Vậy nó không đúng. Nó sẽ tới gần tiệm cận của ta khi x giảm. Vậy ta sẽ loại trừ điều này. Lựa chọn C trông giống như những gì ta vừa vẽ đồ thị. Tiệm cận ngang tại x bằng 4.
Khi x bằng âm 3 thì y bằng 3. Đó là những gì ta có. Khi x bằng âm 1, y bằng 0. Điều này có vẻ đúng. Bạn thậm chí có thể thử những điểm đó. Chúng ta chọn C. D thì rõ ràng là sai rồi.